Xin chào các bạn, trong video trước thì mình đã có chia sẻ về một tai nghe AirPods Fake mà mình tặng cho những người mà comment đúng số, kết quả hộp số, nhưng mà mọi người chắc là ít ý, là ít comment muộn quá. Thế thì hôm nay trước mình đã chia sẻ về cái tai nghe fake rồi. Nếu như chúng ta không cầm tai nghe xịn thì hầu như không thể phân biệt được. Vì thế hôm nay trên tay mình đang là chiếc tai nghe AirPods xịn, tai nghe AirPods 2 sạc không dây luôn, phiên bản sạc không dây. AirPods 2 có hai bản, một bản là sạc có dây là phải cắm vào đít này, bản 2 là bản cắm đít được mà đặt lên đế sạc nó cũng sạc được luôn. Đây là AirPods 2. Còn đây là chiếc AirPods hôm trước mình review. Thì bây giờ mình sẽ so sánh cho các bạn biết là hai cái AirPods này khác gì nhau. Trên thị trường cái này đang bán khoảng cỡ giá là từ 500 đến 1 triệu tùy nơi, và nó chất lượng như nhau luôn. Còn cái này thì có giá bán khoảng tầm từ 4 triệu 2 phiên bản sạc không dây nhé, từ 4 triệu 2 cho đến 5 triệu rưỡi 6 triệu tùy nơi. Đấy, thì gấp 5-6 lần cơ mà. Đây mình sẽ chia sẻ. Đúng là nhìn ở ban đầu ấy, các bạn nhìn này, sát này. Đây, gần như là không khác gì nhau luôn ạ. Y xì đúc luôn. Đấy. Có đằng trước và bên đằng sau nó có chữ design by Apple in California, gì đấy China. Thì ở đằng sau nó có điểm khác biệt duy nhất là cái nút mà để xác nhận kết nối ấy, của con AirPods xịn nó nằm ở giữa AirPods luôn, còn con AirPods fake thì nằm ở dưới như này. Bạn nhìn kỹ nhá, hai cái nút đấy, các nhìn thấy đây là nút này. Đây, một con ở giữa, dưới một con ở giữa này. Đây là điểm khác biệt này. Và đằng trước của con AirPods xịn nó có một cái đèn ở đây. Mình nghĩ rằng đây là do cái đèn này thì không phải là không làm được. Có lẽ là do AirPods 2 thì họ để cái đèn đằng trước, cái đèn này này. Đấy. Còn AirPods fake thì nó đèn ra bên trong này. Hình như là AirPods 1 mình chưa cầm bao giờ thì mình không biết. Có thể đây nó đang fake AirPods 1 chứ không phải AirPods 2. AirPods 2 đèn đằng trước như này cơ. Còn AirPods fake đèn ở dưới này. Đấy. Đấy. Thế là về bên ngoài, ở dưới cũng thế thôi. Mình có thấy cảm giác là cái sạc ấy thì mình thấy là AirPods 1, AirPods xịn cắm phát kịch vào luôn này, nhưng AirPods lỏng cắm nó hơi cứng một chút nhưng vẫn vào thôi, vẫn sạc bình thường. Đấy, đèn đang báo màu xanh lơ này. Đấy, sạc nhá. Đằng ở trên nắp tai ấy, cả hai phiên bản đều có đầy đủ ký tự seri như nhau luôn. Không biết các bạn nhìn được không nhỉ? Này, trên nắp ở phần trên này này. Ở dưới cái nắp ấy đều có hai cái mã và ký hiệu y xì như nhau. Đầy đủ thông số seri các kiểu. Đấy, làm fake y chang luôn. Rồi. Cái phần tiếng đóng ấy, đóng mở này các bạn nghe nhá. Đấy. Đóng mở, tiếng đóng mở này. Của con xịn này fake nhá, nghe hơi chát phát, còn tiếng này nó kịch cái nhẹ nhàng thôi. Đấy, rất là đanh, rất là chắc chắn. Còn này nghe nó chát chát như kiểu là nó và nó rất dễ bị đóng. Đấy, con này này, đúng không? Đấy. Còn bên trong hai tai nghe thì y hệt nhau. Mình phải lấy ra. Ở đằng dưới này có seri này, ở đằng dưới này cũng có seri luôn, ở dưới đáy của hai con này đều có seri luôn. Nhìn mà không khác gì nhau luôn. Mình phải để rõ cái này để tí nữa mình nhét vào nó đúng chỗ, bởi vì là nãy rút ra tí nữa thì không biết đâu là con nào nó fake, đâu là con chị luôn, vì không thể nhìn được. Đấy, bỏ vào. Và mình chia sẻ một cái này, cái trọng lượng của con fake nó nhẹ hơn con này, con xịn này tương đối. Khi mình cầm con này cảm giác nó nhẹ này, con này nó phát nặng trịch luôn. Và cảm giác đeo cũng vậy, khi mình đeo con này á, nhẹ cực kỳ luôn, cảm giác nó gần như là cảm giác không cảm nhận được cái lực đâu. Nhưng khi mình đeo sang con xịn ấy, cảm giác nặng hơn. Chính xác, nặng hơn thực sự. Chính vì thế, có lẽ vì thế cho nên là
tai nghe fake ấy, mình thấy rằng là âm thanh nó chỉ được cỡ một tiếng rưỡi, 2 tiếng là hết pin rồi. Còn con xịn này thì nó được 4 đến 5 tiếng, đúng như nhà Apple công bố được 4 đến 5 tiếng và kết nối rất ổn định. Đấy. Còn lại nhá, các bạn không thể phân biệt được nếu như cái điểm chia sẻ điểm khác nhau, nhất là về phần đằng trước có cái nút, bên này có cái đèn. Mình nghĩ là do khác nhau giá AirPods 1 và 2, các bạn mua thì người ta vẫn có thể nói rằng đây là AirPods đời 1. Không phân biệt được. Đấy, pin con này yếu hơn. Con AirPods Fake này yếu hơn, nhẹ hơn. Xịn thì 5 tiếng, 4 đến 5 tiếng, nặng hơn, cầm nặng hơn, đeo nặng tai hơn. Nó đè xuống ạ. Về âm thanh thì không thể lẫn được. Âm thanh này nghe cực kỳ chán luôn. Mình là người không kém, mình là người tai trâu không nghe cái gì cũng được ạ. Nhưng thực ra âm thanh con này nghe không phiêu, chẳng ăn bật bài nhạc lên mình cảm giác muốn nhảy theo ạ. Thì con này nghe ok này. Hàng xịn nghe thế này ok rồi này. Nhưng hàng này nghe nó không ưng được. Nó không cảm giác là nó bay theo nhạc được, nó cảm giác nó hơi bị xa, hơi bị nó không rõ ràng, nghe nó không phê. Còn con này thì không phải bàn nhé, hàng xịn rồi. Đấy, một cái chia sẻ nữa là hàng lỏm ấy, nó có bị một đặc điểm là không biết là do con mình lỗi hay không, mình thử hai con rồi, là pin hết không đều, tức là con bên trái hết trước con bên phải, hoặc con bên phải hết trước con bên trái, hoặc là sẽ mất kết nối giữa hai con. Mình từng bị cái trường hợp là mình tự đang dùng này, tự dưng tìm một bên xong rồi phải đi cắm vào ngắt kết nối, xóa khỏi iPhone xong rồi pair lại, thi thoảng bị một lần như thế, xong rồi từ đấy giờ không bị nữa, mình một lần thôi. Nhưng pin hết không đồng đều, lúc hết bên này trước, lúc hết bên kia trước, pin rất là ảo luôn, ảo tung chảy. Và thường thường chỉ được tầm tiếng hơn tiếng rưỡi là hết pin rồi. Thực sự thì mình không bao giờ đeo tai nghe quá một tiếng rưỡi cả, mình đeo tầm hơn 1 tiếng, 2 tiếng là cùng thôi. Nhưng mà đúng là sạc lại rất là nhanh. Còn fake này âm pin không nhiều. Con này thì pin 5 tiếng sạc lại tương đối nhanh. Đấy. Thế thì mình review lại một lần nữa, nếu như không nói về ngoại hình nặng hơn, là sắp xếp vị trí nút và đèn khác nhau, thì con này âm thanh nghe không hay. Con này nghe âm thanh chất lượng hơn. Thời lượng âm thanh con này chỉ được 1 tiếng rưỡi. Con này được 4 đến 5 tiếng, rõ ràng. Đấy, nó chỉ khác nhau về thời lượng pin và âm thanh thì không ngon hay bằng. Nó đồng các bạn, nếu như các bạn mà không phải quá khó tính về âm thanh thì nghe con này cũng được. Nếu như các bạn có ngân sách thấp thì dùng con này để muốn trải nghiệm một cái true wireless, một cái gì nó đeo thời trang, đeo nó tiện và dùng gọi là gọi thoại nó tiện ấy, thì đeo con này cũng được. Đấy, nếu như ngân sách không có mà muốn thời trang, muốn tiện lợi cho việc dùng iPhone và kể cả MacBook, vì con này pair khá là ok thì dùng con này cũng được. Giá nó thì thị trường dao động từ 500 đến 1 triệu tùy phiên, tùy nơi bán. Nhưng thường thường con giá nhập nó khoảng tầm 500 mấy đấy. Giá nhập thấp lắm, giá nhập tầm 4 mấy thôi. Giá bán ra thì có lãi chứ, thì phải tầm từ 500 trở lên. Con này rõ ràng hàng xịn đã đồng bộ được tốt với cả iPhone. Thực ra thì con này đồng bộ tốt thôi, đồng bộ tốt với iPhone, iMac hay là Apple. Ngoài ra nó nghe nhạc hay hơn, âm thanh bass biết rõ ràng, tách bạch hơn, phê hơn. Pin được 4 đến 5 tiếng và đeo hơi nặng tai một tí, vì mình đeo con này một lúc rồi mình thấy con này đeo này nó nặng, nó bị tì vào tai này, tì xuống ấy, nó hơi nặng. Đấy. Còn tất cả những đặc điểm khác thì con này mình đã chia sẻ từ video trước rồi, nó không, nếu như đặt cạnh nhau và không nói thì đôi khi không biết được, cầm lên biết được con này nặng hơn tí, con này nhẹ hơn. Đấy. Và khi trải nghiệm dùng rồi thì dùng con xịn rồi mới biết nhé. Còn dùng con lỏng này, con fake này thì rep gọi là rep 1-1 cho các bạn đỡ bảo là fake. Rep 1-1 này thì dùng rồi biết là tiếng nó âm thanh nó hơi chối và tiếng nó thời lượng nó hơi ít, hơi bị không phê lắm. Đấy. Còn phản hồi thì thực ra mình mở con này lên hay mở con này lên thì tốc độ hay cái thứ phản hồi là gần như là tương đương nhau. Nếu con này cũng thi phản là cũng chậm thì con này thi phản cũng chậm. Đấy, và mình dùng cả Mac mà nó ra là việc dùng Apple, dùng AirPods của mình là gần nhất, bởi vì là mình chuyển đổi và cắm nó tiện hơn. Lý do là mình nữa, một lý do nữa là mình dùng AirPods là bởi vì nếu như mình đang dùng iPhone 7 Plus chân cắm không có cổng 3.5, nếu như mình mua một tai nghe 3.5 thì mình chỉ nghe được trên máy tính thôi, và mình phải mua một cái data convert nữa, vậy mình cần hai sợi dây để một cái là cắm ở đây từ Lightning ra 3.5 để nghe tai nghe có dây rồi cắm trên MacBook. Còn con này thì mình dùng chung được cả hai con luôn, thế chính vì thế
mà dùng con này tiện hơn nếu bạn dùng hình thái của Apple. Kể cả con Face này, kể cả không tiện dùng con Face này cũng được nhé, nó vẫn trong hệ sinh thái và dùng nó vẫn tiện. Này bạn nhìn kỹ hai con, em soi đèn vào đây rồi. Lần trước thì mình có hứa tặng con này nhưng vẫn chưa tặng được, thế vậy lần này mình lại tặng tiếp. Và các bạn hãy làm như sau: bước 1 là hãy copy video này, link video này và share nó trên, chia sẻ trên Facebook của bạn ở chế độ công khai. Thứ hai là comment ở dưới ngay dưới video này ba số may mắn của bạn như lần trước, và nó sẽ trùng, và người đặt giải là người có dự đoán đúng với kết quả xổ số miền Bắc ngày 12 tháng 12 năm 2019, hạn rất là dài nha. Và xin chào và hẹn gặp lại các bạn, chúc các bạn may mắn.